Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của GTA 5 Online. Hôm nay chúng mình sẽ quyết định là chơi cái tập tiếp theo của Low Riders. Thì cũng khá là nhiều bạn giục mình chơi cho xong cái nhiệm vụ chính của game này. Để nhắc lại các bạn nào mà không biết mà đây là cái Low Riders tập đầu tiên mà các bạn xem, thì Low Riders nó là một cái nhiệm vụ trong DLC cũng có cùng tên là Low Riders luôn. Chủ yếu là nói về đi ăn cướp xe cộ và bắn nhau theo phong cách kiểu ăn trộm ăn cướp. Thì hôm nay mình có tổ chức một cái party gồm hai người, thì có mời khách mời là thanh niên Kian Egan 07, hoặc các bạn có thể gọi là Búp Thị Sở Huy. Đấy, các bạn hãy cho mình cái các bạn hãy cho mình một hashtag gọi là Búp Thị Sở Huy ở dưới. Búp mình... Thị Hiu không, không có thể gọi là Búp Thị Huy, Búp Sở Huy. Đấy, ok, vậy Búp Sở Béo. Để xem ạ, cái lần này chúng ta sẽ chơi là Low Rider NV. Nhiệm vụ chúng ta sẽ là một trong hai chúng ta, thì một người sẽ phải là gọi là cung cấp cái vị trí hỗ trợ cho nhau, kiểu hỗ trợ cho nhau cover, trong khi một người còn lại thì sẽ creep on Ballad Operation, kiểu lén lút vào cái hội của bọn Ballad, chứ là kiểu định đập nhau rồi sao. Mà hai anh em mình không biết có giải quyết nổi không ông ha. Được. Nhiệm vụ hai người nó tính cả rồi. Hai người thì hy vọng nhiệm vụ nó sẽ dễ hơn là nhiệm vụ 4 người. Đấy, mình chúc chúng ta khó chơi hack. Chúc chúng ta may mắn. Và bạn để ý hiện tại Huy đang ở cấp độ 69, thì các bạn có thể để đánh đẹp. Dấu cái mốc sự kiện đẹp đẽ này, các bạn có thể liên hệ Huy bằng cách liên lạc trên Facebook, hoặc mình sẽ để số điện thoại bên dưới để các bạn có thể có dịp cơ hội được 69 với Huy. GG gặp play. Ok chưa? Rồi. Ok, okay, cậu hồi nha. Yo. Rồi. Ui, nhìn tôi nhìn tôi xấu này. Nhìn tôi xấu vãi. Ô, sniper à? Tôi cover trong rồi. Thế thì tôi phải lén lút vào. Ui vãi. Thế mới hay. Mới mệt đấy. Giờ stream này, anh em đổi trang phục với. Đây, giờ lâu lâu này. Giờ lâu lâu. Kiếm bộ khác đi. Đây, bộ tôi mặc này. Bộ đây, The Stream này. Michael Jackson này. Đâu? À, được. Bộ được. Đây đi. Michael Jackson, đúng rồi. Rồi, hai anh em nhá. Ok, vô. Rồi tôi sẽ làm nhiệm vụ lén lút vào ạ. Rồi, Low Rider Infant. Wow. Lên thang. Ủa, lên thang. Có vũ khí phải dùng. Ở đâu? Đây là trước mặt, trước mặt. À đây đây. Đây tôi lên thang đây rồi. Rồi. Đây có spot đây rồi. Gì đấy, gì đấy? Bắn rồi, tôi bắn trên màn rồi. À, thấy rồi. Vào cái câu lạc bộ Voodoo hay là Voodoo, chắc là câu lạc bộ đúng không? Đúng rồi. Trong khi hạ mấy thằng lính yêu ấy. Tôi mới giết hàng rồi. Mấy thằng uống rượu. Nhìn mấy thằng vội đen nhìn ngu quá. Bắn đi ông. Ơ sao đấy? À phải alert. À không được bắn. Ôi vãi, thành niên. Cover không được đánh động của nó. Đúng rồi, từ thôi. Thành niên vội vàng ấy. Vào thì mấy thằng da đen ngứa mắt quá phải bắn đúng không ạ? Chưa gì đã fail rồi. Bêu loi cả tỷ à. Thì thấy da đen nhìn người quá phải bắn. Ông thế phân muốn bắn cực cũng... Ông là racist à? Phân biệt chủng tộc à? Nhìn mặt mấy thằng Niga nhìn ngu ngố ấy, nhìn buồn cười vậy. Vãi, thành niên. Bỏ đâu, ông hít. Này này, từ nha. Hít cần uống rượu gì. Rồi. Cầm giảm thanh mà. Đấy, có giảm thanh mà tôi bắn một thằng trước mặt. À, chóp chủ. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau một lúc hạ một lúc ấy. Giống mấy nhiệm vụ hay gì ông ấy. Bây giờ... Có cái tầm nhìn kìa, để ý tầm nhìn của nó kìa. Tầm nhìn đâu? Bây giờ ông vào đâu? Ông vào phía nào đấy? Tôi không biết. Canh nó, có thằng đi tuần kìa. Bây giờ phải hạ như nào ấy? Hai thằng ở xe. Hai thằng ở xe. Hai thằng ở xe. Đâu tầm nhìn đâu, tôi đâu thấy đâu. Tầm nhìn của bọn nó ở trên bản đồ. Không thấy. Chắc của ông mới thấy. À. Bên nhau. Bây giờ để tôi xem nào. Hai thằng ở ô tô nhá. Tính đường giống hai ở ô tô, ô
ô tô mở nắp đấy đi. Ok. Không, không, không. Hai. Ủa, ở nắp có hai ô tô nữa. À ở ô tô đấy, ô tô trước mặt. Ở ô tô ở đấy, trước trong mặt tôi ấy. Đâu phải okay, đâu phải mở nắp đâu. Thằng tím tôi, thằng áo trắng nhá. Đâu đâu, tím tím áo trắng là thằng nào? À trước mặt tôi đây á. Đấy, trước mặt ông ấy. Ờ. Thế bây giờ ông thằng nào tôi thằng nào? Tôi thằng áo trắng, ông thằng áo tím. Bạn cái đếm đi. Rồi. 1 2 3. Rồi. Hay. Rồi nữa này, nữa này, mấy thằng ở ô tô này. Thằng nào đây? Xem nó tầm nhìn. Ok ok, được rồi. Bây giờ hai thằng trước mặt tôi này. Tôi ông thằng áo đen này. Tôi thằng áo tím, ông thằng áo đen. Ờ, đếm đi, đếm đi. Rồi. 1 2 3. Hay. Rồi. Tiếp về. Ô tô nữa, cái ô tô. Rồi, thôi. Bình tĩnh, Đợi nó ra đã, xem có thằng nào ra không? Ông cầm sniper không, để ý có thằng nào ra không? Ba thằng không ơi. Đấy, khó bắn rồi. Ba thằng cứ dựng vòng đâu cái thằng mặt bựa. Không có đây. Thế có gì ông chỉ điểm trước, còn tôi hạ một thằng, tôi bắn tiếp thằng nữa. Đấy, có con thằng trước mặt tôi nè. Thằng trước mặt tôi xem mấy thằng. Không, thằng sập sình kìa. Bắn thằng sập sình. Thế thôi, thế ông bắn thằng sập sình còn để tôi bắn cái thằng này. Từ từ nhá. Từ từ, nó đứng lên đã. Đếm đi. 1 2 3. Sập sình ô tô. Rồi chết rồi. Ủa vãi, tôi bắn. Còn nó cứ ngồi lên ngồi xuống ấy. Còn ba thằng. Bây giờ ông hạ hai thằng được không? Tôi chắc là được. Chắc là được. Tôi hạ thằng áo tím kìa, ông hạ hai thằng kia luôn được không? Hai thằng hai bên á. Có tầm nhìn không? Được, ông được, hạ thằng áo trắng với thằng áo đen á. Tôi hạ áo tím. Để tôi lấy góc nhìn thứ nhất. Rồi ok. Rồi. Ô từ lại. Ô ông thằng nào, ông thằng nào? Tôi thằng áo tím, áo có số kìa, đang uống cầm chai bia kìa. Thằng áo tím đang cầm chai bia. Rồi, còn tôi hạ hai thằng bên phải về giữa thì. Hai thằng kia. Ờ nhanh nhá. Rồi, đếm đi. Rồi, 1 2 3. Rồi. Rồi ok, clear. Xong rồi. Đây rồi. Cover cho partner. Ơ. Không, à, destroy. Trời ơi. Destroy không ạ? Rồi, ok. Còn có xe nhá. Chưa biết, tôi chưa đến xe nào. Đây xe đây. À Voodoo là cái xe không ạ? À. Rồi bấm nút nào để chạy nhỉ? Bấm nút nào để nổ bom á? Bom G à? G hay H nhỉ? Rồi xong. Cướp. Chết rồi. Cướp. Từ từ bắn tôi. Oh my god. Ôi chết rồi ông. Thấy rồi. Ui đông không ơi. Ui đông vãi. Ui đông không ơi. Ui đông không ơi. Thanh niên súng săn. Đông không ơi. Chết rồi. Chết rồi. Ôi chết rồi. Không ăn được máu. Đúng đây. Tôi thấy này. Lết này. Ôi hay quá. Help me please. Rồi. Tí súng. Còn thằng sau nữa không? Nó có ở trên nhá. Xong chưa? Còn thằng nào? Yo. Còn thằng ở dưới đất, còn thằng sau lưng ông kìa. Đấy. Chết. Rồi. Xong. Ok. Bây giờ lấy xe đúng không? Từ thế để tôi hạ một thằng ở ngoài đường này á. Nó đâu rồi? Ô đông. Này tôi xuống dưới, này. Hai bên đường khó đấy. Lấy xe dần nhá. Từ từ để tôi ném lựu đạn này. Thôi. Rồi. Bây giờ lấy súng này. Ô chết rồi, tôi hết máu rồi ông ơi. Về. Không xài được máu nữa. Rồi. Ui giời, hai cái đầu, hai cái đầu. Để tôi lấy xe nhá. Để tôi lấy xe. Còn nữa, incoming. Rồi, lái xe đây rồi. Xe Chino nghe giống kiểu xe khủng long. Lấy nhanh men, không. Ủa vào xe à? Vãi, nhầm nút rồi. Bắn đi ông. Chết hết. Thằng lái xe. Chết chưa? Ô. Bắn đi ông ạ. Đừng bảo nó bắn vào lốp mình nhá, sao đi chậm này.
Kìa, trước mặt, trước mặt. Tôi bị lỗi cái GPS má. Hy vọng là thoát. Thoát được. Ô, trước mặt, trước mặt. Còn nữa, còn nữa. Mày. Ô, ô. Cố lên ông, cố lên ông. Ui vãi. Tôi chết mẹ rồi. Tôi chết rồi, tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Còn một mạng thôi, còn một mạng. Để tôi đón nữa, để tôi đón. Đây đây, tôi đây, tôi đây, tôi đây, tôi đây. Ờ, hurry bro. Ờ, ok ok ok. Rồi đi 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 đi. Đi 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 đi. Rồi, tôi đây rồi. Má chúng mày. Tao rồi. Đi đi, 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 tôi bắn đâu. Tôi bắn nó lốp xe nó. Ừ. Bắn thứ tới cả, mình đi nhanh thôi. Rồi cứ đi. We are clear. Vãi. Chạy được rồi, chạy được rồi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi, cố lên. Đi. Rồi. Rồi, đến nơi rồi. Ở trong ơi, trong ơi, trong ơi. Rồi, rồi. Xong. Xong chưa? Rồi làm gì nữa? Sợ. Nó đây. Khảnh không? Giống nhân viên nhặt rác vậy Linh. Giống nhân viên nhặt rác. Vai thị út. Ok. Hết rồi. Vậy rồi, tôi nghĩ là nhiệm vụ sẽ ngắn như vậy mà. Ui, nhiều tiền vãi. 11.000. Yeah, 72 rồi. Ông 70 chưa? Hay vẫn 69? Chưa, vẫn 69. Vẫn 6 thị 9 à? Ờ. Thế sao? Sẽ có quả cắt xin, cắt sủng gì không? Chả có gì mà. Ờ, chả có gì mà. Ok, chúng mình đã kết thúc xong một cái nhiệm vụ tiếp theo của Lone Raiders, nghĩa là làm nhiệm vụ cho Llama. Thì có gì chúng mình sẽ quay lại với những cái tập tiếp theo của GTA Online cũng như là những cái nhiệm vụ. Ai ơi. Trước tiên mình quay về nó. Ui. Đập đập ồn này. Nhồn vãi cả đái. Này. Đấy hay không? Vãi. Ra đây. Đấy. Ok, mình sẽ kết thúc tập này và cảm ơn bạn đã bỏ thời gian theo dõi. Xin lỗi vì cái tập này nó hơi ngắn. Có gì mình sẽ bù các bạn lại ở những tập sau. Trong khi đấy mình phải đi, mình giết con đi huy đã. Ok, bye.